Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc đã đến thăm tặng quà 5 gia đình chính sách tại xã Vân Sơn và xã Quyết Chiến. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân với các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách đã không tiếc máu xương đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc đều tổ chức các hoạt động nghĩa tình, tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình chính sách bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và tặng quà 5 gia đình chính sách, gồm gia đình ông Hà Công Nam ở xóm Bách, xã Vân Sơn, con thương binh; ông Hà Văn Trừng, xóm Bục, xã Vân Sơn, thương binh; ông Bùi Văn Tích, xóm Hải Trên, xã Vân Sơn, thương binh; ông Đinh Công Trừng, xóm Rồ, xã Vân Sơn, là bệnh binh; gia đình ông Đinh Văn Minh, xóm Biện, xã Quyết Chiến, thờ cúng liệt sĩ. Tại các gia đình, cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình thương binh, bệnh binh, thờ cúng liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua, nhưng các đồng chí thương binh, bệnh binh vẫn từng ngày, từng giờ phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Các đồng chí trong đoàn công tác mong muốn các gia đình tiếp tục đóng góp công sức phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.